Xin chào các bạn thân thương của shop quà tặng thủy tinh Phong Thị Thành DC. Chanh Tráng Gương là dòng chanh hội tụ đầy đủ các yếu tố nghệ thuật hiện đại ngày nay. Không chỉ được gia công theo quy trình công nghệ tiên tiến, giúp tăng tính bền bỉ, an toàn và dễ vệ sinh, thì dòng chanh này sẽ là điểm nhấn hoàn hảo trong không gian nhà của bạn. Những vị trí đốt thiếu địa khí hay sinh khí thì treo rất là tốt trong phong thủy. Chanh Tráng Gương treo tường được phủ một lớp keo siêu trong, resin epoxy tạo thành một lớp sáng bóng sang trọng cho người xem cảm giác như được soi gương trên những tác phẩm nghệ thuật này. Chanh Tráng Gương treo tường là loại chanh được in trên tấm PVC, gỗ ép đặc mica, sau đó được chán một lớp bóng gương kết hợp với những hạt pha lê trên bề mặt để tạo ra độ láng, nhẵn bóng và chiều sâu cho chanh. Đây cũng chính là điều tạo nên sự khác biệt cho chanh Tráng Gương. Khi chạm hay ngắm nhìn những dòng chanh này, trông có vẻ rất là sang trọng và bắt mắt. Nói về độ bền của chanh, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì dòng chanh này có độ bền lên đến 10 năm, sử dụng nếu bạn biết cách bảo quản thật tốt. Và Thành sẽ nói những cách bảo quản để các bạn cùng nắm. Không nên treo chanh Tráng Gương tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, có thể làm chanh nhanh hỏng do nhiệt độ cao. Không treo rừng mái điều hòa hoặc nơi có nhiệt độ thấp để làm chanh dễ ẩm mốc. Nên đặt chanh ở vị trí Tráng Gương, tránh hướng gió mạnh, đồng thời hạn chế treo ở nơi dễ dàng va chạm với các đồ vật khác. Để chanh như mới, bạn nên thường xuyên lau chùi chanh bằng bông lau mềm mại, tránh để vết xước trên chanh sẽ nhìn thấy mức thẩm mỹ cho cả bộ chanh. Tiếp tục, chúng ta sẽ nói đến ưu điểm của dòng chanh Tráng Gương này. Nó hiện đại, sang trọng. Mỗi bức chanh Tráng Gương với vô vàn chủ đề màu sắc khác nhau được thể hiện bởi công nghệ hiện đại, mang đến cảm giác sang trọng, bóng mịn, khiến không gian nhà trở nên rất rực rỡ, độc đáo và phá cách, cũng như mang đầy công năng phong thủy. Chanh có độ bền rất cao. Ngày nay, chanh Tráng Gương được gia công bởi công nghệ hiện đại, nguyên liệu sản xuất chuyên dụng. Các mẫu chanh đều có khả năng chịu lực rất tốt, bền bỉ, không hư hại và vỡ trong quá trình sử dụng. Vì vậy, các bạn không cần quá lo lắng khi sử dụng dòng chanh treo tường này trong không gian có con nhỏ. Đặc biệt, đây cũng là dòng chanh có khả năng chống thấm nước, chống mốc và mối mọt rất tốt. Nó cũng rất dễ dàng vệ sinh. Bề mặt của chanh luôn có độ bóng mịn, nên khi chanh bị bám bụi, bạn rất dễ dàng để lau chùi nó. Bức chanh này sẽ ngay lập tức trở nên sáng bóng mà không hề bị ẩm mốc hay bay màu hay bị thấm nước. Điều này là một ưu điểm của dòng chanh này. Về chủ đề của những bức chanh thì nó rất đa dạng, hoàn toàn do Thành tự thiết kế, chuẩn theo tuổi tác và hợp mệnh của các bạn. Cũng giống như thác khấu trầm hương, việc kết hợp một bức tranh treo tường và phong thủy rất phức tạp theo cung mệnh, nên sự đa dạng và sáng tạo là nét đặc thù của sản phẩm tranh của shop Thành. Các bạn sẽ được lên thiết kế theo tuổi và mệnh, và Thành sẽ không lấy tiền thiết kế, cũng như các bạn sẽ được mua một bức tranh với mức giá ưu đãi nhất. Thành sẽ nói sơ qua về những công đoạn làm chanh Tráng Gương để các bạn cùng nắm nhé. Hoàn thiện bức chanh thì sẽ cần trải qua 3 công đoạn chính. Công đoạn thứ nhất, chọn chất liệu chanh Tráng Gương được chế tác từ gỗ mica hoặc là nhựa. Tùy theo yêu cầu của khách hàng hoặc sự sáng tạo của người thợ mà chanh sẽ được làm từ những chất liệu riêng biệt để tạo nên sự độc đáo và đem đến vẻ đẹp đặc biệt của nó. Công đoạn thứ hai, dùng công nghệ in UV để in hình ảnh sau khi đã chọn lựa được chất liệu phù hợp. Những người thợ chuyên nghiệp sẽ dùng công nghệ in UV để sản phẩm in ra được sắc nét, sắc sảo và rất đẹp. Và chanh cũng có thể là cá chép, cũng có thể là sông nước, thiền bường, hoa sen, ngựa, núi non, hoa đào, hoa mai, những bức ảnh chân dung, một phong cách châu Á, Trung Hoa hay Nhật Bản, vân vân. Về mặt tác dụng, công nghệ in UV sẽ giúp cho hình ảnh được in ra sắc nét, đạt chất lượng và tăng sự hoàn hảo để nâng cao tính thẩm mỹ cho vật phẩm. Và công đoạn thứ ba là Tráng Gương
Công đoạn này rất quan trọng và quyết định không nhỏ đến sự hài lòng của khách hàng khi ghi nhận một bức tranh đẹp. Thông thường, người thợ chuyên nghiệp sẽ được yêu cầu phủ lên bên trên lớp hình ảnh vừa được in một lớp keo trong. Loại này là resin epoxy, được tạo nên một lớp keo bóng cứng và trong suốt như gương. Mục đích là giúp tranh bóng mịn, có chiều sâu và làm tổng thể sẽ sáng lên một cách rực rỡ, giống như gương khi mọi người đối diện nhìn vào. Trước tiên, phải khẳng định rằng tranh chán gương mang về một vẻ ngoài bóng đẹp, sang trọng và hoàn toàn khác biệt so với loại tranh trang trí thông thường, bởi đã tích hợp được các ưu điểm nổi bật của công nghệ in UV, giúp màu sắc và từng chi tiết đều đảm bảo được độ tinh xảo. Kết hợp thêm kỹ thuật chán gương điêu luyện và tinh xảo của nghệ nhân thì đã tạo nên được độ bóng và chiều sâu. Và khi được lồng vào trong bề mặt kính thì bức tranh của bạn sẽ tôn lên được nét đẹp. Khi trưng bày trong nhà hoặc công ty sẽ giúp tổng thể vốn đơn điệu và nhàm chán trở nên rất là sinh động, ấn tượng và hài hòa, và cũng đẹp mắt hơn trong mắt khách hàng, nâng tầm đẳng cấp mà còn tác dụng phong thủy nữa, rất xứng đáng để sở hữu phải không nào các bạn. Tiếp theo là cực kỳ an toàn cho người dùng, bởi tranh chán gương được làm từ những chất liệu tốt và không sử dụng các hóa chất gây hại, để đảm bảo tuyệt đối cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình và nhân viên của bạn. Ngoài ra, nếu có xảy ra sự cố gây rớt cũng không tạo ra những thiệt hại nghiêm trọng như là những bức tranh mặt kính ha. Tiếp theo là tuổi thọ nữa, như đã nói ở lúc đầu thì phải trên 10 năm. Nguyên nhân mà Thành dám nói đảm bảo 10 năm là do tranh thường có khả năng chống ăn mòn, chống ẩm và ít bị tác động bởi các tác nhân gây hại từ bên ngoài, khiến cho việc bảo quản và lau chùi rất là tiện lợi, dễ dàng, cũng như là độ dài của sử dụng của chúng ta 10 năm. Cuối cùng thì tranh chắn gương có giá thành rất là hợp lý và phù hợp với túi tiền của mọi cá nhân. Ngoài thị trường, các bạn sẽ thấy có đủ mọi loại giá từ 200.000 cho đến 3 triệu đồng tùy theo thiết kế và kích thước của tranh. Điều này làm các bạn có thể thuận lợi mua hoặc đặt hàng chế tác theo yêu cầu riêng của bản thân mình, để trang trí nhà hoặc công ty, hoặc tặng đối tác, khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, gia đình trong những dịp quan trọng như đám cưới, sinh nhật hay là chúc Tết. Riêng về tác dụng phong thủy, tranh chắn gương đem lại những giá trị rất là riêng biệt, chủ yếu là tái hiện các hình ảnh tượng trưng hoặc đại diện cho sự may mắn, tài lộc, sung túc, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Ví dụ như thiền bươm, những chú hạc, thiền sư, núi non, sông nước, cá chép, vân vân. Do đó thì tranh sẽ sở hữu những nguồn năng lượng tích cực để phù trợ tốt cho sức khỏe tinh thần, giống như tranh đá quý hay các vật phẩm phong thủy khác. Tóm lại thì tranh chắn gương rất phù hợp để tô điểm không gian sống, sinh hoạt hoặc là làm việc. Sau khi mua về, người dùng có thể treo tại phòng khách, đại sảnh, thư phòng, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng ăn và cầu thang. Nhưng cần tránh những nơi không trang nghiêm hoặc không sạch sẽ để tranh không bị mất đi cái giá trị ban đầu về mặt phong thủy của nó. Video này là những giải đáp về tranh chắn gương và nói rõ nó có tác dụng phong thủy như thế nào. Thì hy vọng qua phần nào giải đáp thì sẽ giải đáp được những thắc mắc của các bạn, và nó cũng thực sự đáng sở hữu nha các bạn. Bên cạnh đó, các bạn đừng quên liên hệ Thành để nhận những thiết kế riêng của mình. Cuối cùng là để ủng hộ Thành, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để cập nhật những video chia sẻ phong thủy thú vị từ kênh của Thành. Chúc các bạn luôn đầy năng lượng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.